Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được 30 tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 4 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, cơn bão có đường đi siêu dài đang tiến vào Tây Thái Bình Dương, tiếp nối bão số 6. Cơn bão vừa đổ bộ Hàn Quốc và bão Lan, bão số 7, cơn bão đang tiến vào Nhật Bản. Tin bão mới nhất ngày thứ 5 của cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, bão số 7 di chuyển chậm về phía Tây trên vùng biển gần Nhật Bản. Chiều thứ Tư, bão số 7 có áp suất khí quyển trung tâm là 985 hectopascal, sức gió lên tới 90 km/h ở gần tâm bão và gió giật cực đại 126 km/h. Bão số 7 dự kiến di chuyển theo hướng Tây Bắc khi mạnh dần lên. Cơn bão mới nhất sẽ tiến gần đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương trong thời gian từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 7. Bản tin bão cho biết, trong ngày thứ 5, gió cực mạnh dự kiến thổi qua quần đảo Ogasawara với tốc độ tối đa 79 km/h và có thể lên tới 90-104 km/h ngày thứ 6. Mưa lớn dự kiến xảy ra từ thứ 5. Dự báo bão lưu ý, bão số 7 dự kiến di chuyển xa hơn về phía Bắc, đồng thời duy trì sức mạnh hướng đi của cơn bão mới nhất chưa chắc chắn nhưng được dự báo tiến tới gần đảo Izu phía nam Tokyo. Sau đó, cơn bão số 7 có thể tiến tới phía đông và phía tây Nhật Bản vào tuần tới. Giới chức Nhật Bản kêu gọi người dân liên tục cập nhật thông tin về cơn bão mới nhất bão số 7. Cũng thông tin về cơn bão mới nhất bão số 7, tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết quốc gia Philippines PAGASA cho hay, bão số 7 có khả năng đi vào vùng biển của Philippines. Theo tin bão của cơ quan này, ngày thứ Tư, bão số 7 ước tính Bắc Luzon khoảng 2.510 km về phía đông đông bắc. Cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc với tốc độ 15 km/h. Bão số 7 có sức gió duy trì tối đa là 95 km/h ở gần tâm bão và gió giật lên tới 115 km/h. Trong khi đó, nối gót bão số 6, cơn bão vừa đổ bộ Hàn Quốc và tiếp sau bão số 7 đang tiến vào Nhật Bản, một cơn bão mới, bão Dora, bão số 8, có đường đi siêu dài đang tiến vào khu vực phía Tây Thái Bình Dương. Các nhà dự báo thời tiết của AccuWeather cho hay, bão số 8 là cơn bão mạnh nhất trong mùa bão năm nay ở lưu vực trung tâm Thái Bình Dương và mạnh thứ 3 trên toàn bộ Thái Bình Dương chỉ sau bão số 1 và bão số 6. Sau khi phát triển ở lưu vực nhiệt đới Đông Thái Bình Dương, bão số 8 đi vào lưu vực trung tâm Thái Bình Dương vào ngày thứ Tư. Rất có khả năng bão số 8 tiếp tục tồn tại ở lưu vực thứ 3 Tây Thái Bình Dương vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau khi bão vượt qua đường đổi ngày quốc tế dọc theo kinh tuyến 180 độ Kinh Đông. Theo AccuWeather, cơn bão có đường đi dài như vậy là một kỳ tích hiếm có, nhưng cũng có thể có nhiều khả năng xảy ra hơn do điều kiện khí quyển và đại dương toàn cầu hiện nay. Những cơn bão đường dài như vậy phổ biến hơn nhiều trong những năm El Nino, nhà khí tượng học quốc tế Jason Nicol của AccuWeather cho biết. Năm 1994, bão John có đường đi tương tự bão số 8 đã tiến vào Tây Thái Bình Dương và giữ kỷ lục là bão nhiệt đới tồn tại lâu nhất trên thế giới. Kỷ lục này bị bão Freddy ở Ấn Độ Dương vượt qua vào tháng 2 và tháng 3 năm nay. Thưa quý vị, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc đã phát hai cảnh báo đỏ về mưa bão khi cơn bão số 6 di chuyển về phía Bắc vào tỉnh này. Trung tâm khí tượng tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc phát cảnh báo đỏ đầu tiên vào lúc 15 giờ 55 phút ngày thứ Năm. Theo Trung tâm khí tượng Hắc Long Giang, một trạm ở huyện Đường Nguyên ghi nhận lượng mưa 94,9mm trong vòng 3 giờ với những cơn mưa bão sẽ tiếp tục. Cảnh báo đỏ thứ hai được đưa ra lúc 19 giờ 40 phút tối cùng ngày, khi huyện Bố Lý ghi nhận lượng mưa lên tới 92,7mm trong vòng 3 giờ. Lượng mưa cũng được dự báo vượt quá 100mm ở một số thị trấn thuộc các huyện Bố Lý và Bảo Khánh. Do bão số 6, nhiều khu vực ở các thành phố Hạc Cương, Giai Mộc Tư, Song Áp Sơn, Kê Tây và Mậu Đơn Giang dự báo có lượng mưa từ 40mm đến 80mm trong thời gian từ tối thứ Năm đến tối thứ Sáu. Với một số khu vực ở Kê Tây và Mậu Đơn Giang ghi nhận lượng mưa lên tới 110mm. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Tân Hoa Xã hôm thứ Năm thông tin, giới chức Trung Quốc nhấn mạnh công tác phòng chống thảm họa nông nghiệp và sản xuất ngũ cốc vụ thu ở các khu vực bị ảnh hưởng của bão. Đây là thông tin từ cuộc họp gần đây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc. Bộ này cho biết đây là giai đoạn quan trọng với năng suất vụ thu. Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc,
lượng mưa lớn ở Đông Bắc Trung Quốc nếu kết hợp với gió mạnh sẽ dẫn đến nguy cơ cây trồng bị gãy đổ rất cao. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc yêu cầu chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa, trong đó theo dõi sát đường di chuyển của bão số 6, tổ chức các đội khẩn cấp, huy động máy móc thoát nước và đẩy nhanh thoát nước trên đồng ruộng. Dự báo thời tiết cho biết, mưa lớn sẽ xảy ra ở các khu vực của Cát Lâm, Hắc Long Giang và Nội Mông từ thứ Sáu đến Chủ nhật do bão. Một số khu vực có khả năng xảy ra mưa bão và gió giật mạnh. Dự báo bão mới nhất của Tân Hoa Xã cho hay, bão số 6 tiến vào Trung Quốc ngày thứ Bảy, mang theo gió mạnh và mưa, cũng như khiến mực nước ở một số con sông thuộc lưu vực sông Nội Giang và sông Tùng Hoa có thể dâng cao trở lại. Trong cuộc họp của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm thứ Năm, giới chức cảnh báo mưa lớn ở các tỉnh Từ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc và Thanh Hải cũng có khả năng gây ra lũ lụt và các thảm họa địa chất khác. Trung Quốc đã duy trì ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 2 ở Thiên Tân, ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 3 ở Bắc Kinh, Hà Bắc, Cát Lâm và Hắc Long Giang và ứng phó phòng chống bão lũ cấp 4 ở Liêu Ninh và Sơn Đông. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc kêu gọi theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, lũ lụt và bão ở Đông Bắc Trung Quốc, tăng cường tuần tra và bảo vệ các tuyến sông và đê trọng yếu ở lưu vực sông Hải Hà, đồng thời cải thiện quy trình cảnh báo sớm. Kính thưa quý vị, sau đợt mưa lũ lịch sử, miền Đông Bắc Trung Quốc, nơi được biết đến là kho lương lớn nhất ở quốc gia này, đang dốc sức đảm bảo an ninh lương thực. Các nỗ lực cứu trợ bao gồm tăng cường quản lý đất nông nghiệp, giảm tác động của mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng. Các chuyên gia lưu ý, ảnh hưởng của mưa bão đến toàn bộ sản phẩm ngũ cốc trên cả nước đã giảm mạnh. Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp bảo đảm lương thực kể từ khi miền Bắc và Đông Bắc nước này hứng chịu nhiều trận mưa lớn. Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, ngày thứ Ba, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã viện trợ khẩn cấp 732 triệu nhân dân tệ, khoảng 101,55 triệu đô la Mỹ cho 9 khu vực cấp tỉnh bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân và các tỉnh Cát Lâm, Hắc Long Giang. Thủ tướng Lý Cường yêu cầu tập trung và tăng cường lập kế hoạch dài hạn cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng ở miền Bắc Trung Quốc, nâng cao khả năng ngăn chặn và ứng phó với các thảm họa về nước và hạn hán. Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Sở Nông nghiệp tỉnh Cát Lâm đã ban hành thông báo khẩn cấp yêu cầu kiểm tra đất nông nghiệp để đảm bảo thoát nước hiệu quả và đảm bảo sản xuất ngũ cốc. Nhân viên và máy móc chuyên dụng được bố trí để sửa chữa khẩn cấp và gia cố các kênh mương có nguy cơ tiềm ẩn, đồng thời triển khai hệ thống báo cáo trực 24 giờ. Tỉnh Hắc Long Giang, vùng tiêu thụ 11,3% tổng sản lượng ngũ cốc trên toàn quốc trong năm 2022, đã ban hành kế hoạch cứu trợ thiên tai cho những vùng sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đồng thời kêu gọi tăng cường kiểm soát sâu bệnh và quản lý đất canh tác. Trong bối cảnh biến động giá lương thực do xung đột Nga-Ukraine gây ra, lũ lụt cũng khiến người dân Trung Quốc lo ngại về an ninh lương thực. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng tác động của lũ lụt đã được hạn chế. Niang Fengjing, giáo sư Viện Thông tin Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc nói rằng, Trung Quốc không phụ thuộc nhiều vào thị trường quốc tế, nhưng vẫn cần tăng cường giám sát thị trường quốc tế và hệ thống cảnh báo sớm để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Li Guoxiang, nhà nghiên cứu tại Viện Phát triển Nông thôn thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, đồng tình với quan điểm này. Ông Li cho biết, năng lực sản xuất ngũ cốc nội địa của Trung Quốc tương đối mạnh, và những biến động trên thị trường ngũ cốc quốc tế đã có những tác động không nhỏ đối với an ninh ngũ cốc của nước này. Sản lượng ngũ cốc mùa thu ở Trung Quốc chiếm 3/4 tổng sản lượng ngũ cốc hàng năm trên cả nước. Các khu vực sản xuất ngũ cốc chính đang nỗ lực hết sức để có thể thu hoạch ngũ cốc khi mùa thu đang đến gần. Các cơ quan khí tượng của Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo rằng cơn bão thứ 6 trong năm, bão số 6, sẽ gây mưa lớn ở một số khu vực Đông Bắc Trung Quốc và yêu cầu các khu vực này nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống. Bộ Thủy lợi cho biết tình hình lũ lụt ở lưu vực sông Tùng Hoa vẫn đang diễn ra khá phức tạp. 85 con sông khác bị ảnh hưởng nặng nề. Trước đó, tỉnh Liêu Ninh đã kêu gọi các bên liên quan tăng cường quản lý đất nông nghiệp nhằm giảm tác động do mưa lớn gây ra. Đồng thời, khu vực này cũng cần sự phối hợp của các chuyên gia, kỹ thuật viên nông nghiệp để đánh giá tác động của thiên tai và kịp thời hỗ trợ cho nông dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Quý vị thân mến, tổng cộng 33 người đã chết và 18 người khác mất tích trong đợt mưa lũ lịch sử ở Bắc Kinh. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, thủ đô của Trung Quốc đã hứng chịu lũ lụt trên diện rộng do lượng mưa lớn nhất trong 6 thập kỷ. Hôm thứ Tư, Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời một quan chức chính quyền Bắc Kinh cho biết, tính đến ngày thứ Ba, tổng cộng có 33 người thiệt mạng, 18 người mất tích. Giới chức Bắc Kinh bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới những đồng đội đã hy sinh khi làm nhiệm vụ và các nạn nhân.
Theo chính quyền Bắc Kinh, thiên tai lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần 1,29 triệu người, khiến khoảng 59.000 ngôi nhà bị phá hủy và 147.000 ngôi nhà bị hư hại. 15.000 ha diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Hiện tại, thiệt hại liên quan đến thiên tai vẫn là con số sơ bộ và việc đánh giá tổn thất vẫn đang được tiến hành. Bắc Kinh đã ghi nhận lượng mưa cực lớn lên tới 744,8mm trong các trận mưa bão trong 5 ngày. Đây là đợt lũ lụt lớn nhất tấn công thành phố trong 140 năm qua, cơ quan khí tượng Bắc Kinh thông báo. Đợt mưa lớn gần nhất ở Bắc Kinh là vào ngày 21 tháng 7 năm 2012 với lượng mưa trên 541mm khiến 79 người thiệt mạng. Chính quyền thủ đô Trung Quốc cho biết sẽ tham gia đầy đủ vào việc phục hồi và tái thiết sau thảm họa, bao gồm khôi phục các công trình thủy lợi bị hư hại do nước, sửa chữa và gia cố những ngôi nhà bị hư hại của người dân nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, năng lượng, thông tin liên lạc và các cơ sở dịch vụ công cộng trong vòng một năm để đảm bảo cơ bản sinh kế của người dân địa phương. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.